người đang ở Hokage, đã khai mở toàn dân phát sóng trực tiếp thời đại. Nhất bà chảm phách đau thật là đúng dịp, chúng ta cũng là bị cửu vĩ đâm chết. Quỳ, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Ken, chúc mừng ký chủ thành công chết đột ngột thu được người chết phát sóng trực tiếp hệ thống. Trong lúc ngủ mơ, Esiro trong lúc mơ hồ nghe được một cái thanh âm giống như máy móc ở bên tai mình quanh quẩn bất quá hắn cũng không hề để ý cái này trở mình lại tiếp tục đã ngủ ngày hôm qua suốt đêm phát sóng trực tiếp để hắn một ít tâm thần đều mỏi mệt hiện tại thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon lại nói cái gì cũng không muốn quản kết quả giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai ngày buổi trưa hồ tương đương giấc ngủ này thật cmn thoải mái Esiro từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, duỗi người, chỉ cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Lưng cũng không ê ẩm, thận cũng không hư rồi. Bất quá một giây kế tiếp, hắn liền sững sờ trên giường hẹp. Đây là, cái quỷ gì địa phương, nhìn xa lạ nhật thức gian phòng, Esiro trong lúc nhất thời một ít không biết làm sao. Người đang ở Hokage, đã khai mở toàn dân phát sóng trực tiếp thời đại nhất bà chảm phách đao cấm ngôn phần món ăn tìm hiểu một chút. Quỷ, nghe chọn bộ tại mê com. Mà đản, hai người các ngươi phu thê hơi chút cho ta tiết chế một điểm, lập tức phát nhiều như vậy đạn mạc đã ảnh hưởng ta tầm mát. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kusina ở phát sóng trực tiếp gian gặp lại phía sau vẫn tại đẹp đẽ tình yêu, điều này làm cho đã độc thân hai mươi mấy năm Eshiro khí không có đánh vừa ra tới. Mẹ thanh tú cái chổi lông gà. Coi lão tử không tồn tại sao. Kỳ thực hắn phát sóng trực tiếp thị giác là có thể che đậy đạn mạc tin tức nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Người đang ở Hokage đã khai mở toàn dân phát sóng trực tiếp thời đại. Nhất bà chảm phách đao đến từ Namikaze Minato quà tặng. Quỷ, nghe chọn bộ tại mê audio.com. Sau 5 phút, nêu lên chúc mừng ngày thu được đến từ uchiha mikoto khen thưởng tam câu ngọc seragon một đôi uchiha mikoto lần này dường như trở nên thông minh rất nhiều rất nhanh thì đem trên người mình tam câu ngọc seragan cống hiến ra ngoài trẻ nhỏ dễ dạy eshiro vui vẻ tiếp nhận rồi đến từ uchiha mikoto quà tặng bất quá ở kéo uchiha fugaku trở lại thời điểm lại xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn nêu lên Uchiha Fugaku cự tuyệt ngài lời mời. Xem ra chúng ta vị này Uchiha nhất tộc đại tộc trưởng vẫn rất có tính nết nha. Hết sức xin lỗi, Mikoto tiểu thư, trượng phu của ngươi cự tuyệt ta lời mời. Uchiha Fugaku chính mình cự tuyệt tiến đến, Eshiro cũng biểu thị rất bất đắc dĩ. Dù sao trước mắt hắn chỉ có mạnh mẽ đáng người quyền hạn. Không cách nào mạnh mẽ kéo người vào phát sóng trực tiếp gian. Chầm mặc một hồi, Uchiha Mikoto liền lần nữa phát tới đạn mạc Uchiha Mikoto. Đã như vậy, chủ kia truyền bá ngươi có thể đem Seragon đưa ta sao, Eshiro. Xin lỗi, lễ vật tống xuất thứ cho không trả lại, đây là quy củ, Uchiha Mikoto. Streamer, ngươi, người khi dễ người, Eshiro ta có thể mời ngươi uống mấy vạn khối một chai rượu cũng có thể tiễn ngươi mấy ngàn vạn một cái nhà biệt thự thế nhưng ngươi lễ vật tặng cho ta coi như là rác rưởi ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi đây chính là quy củ hy vọng ngươi có thể minh bạch uchiha mikoto ta không minh bạch ta chỉ biết ngươi đang khi dễ ta một cái phụ đạo nhân ra nêu lên Uchiha Mikoto lại bị streamer cấm ngôn 30 phút, vì có thể để cho Uchiha Mikoto tĩnh táo một chút, Eshiro lại đem nàng cấm ngôn nửa giờ. Hy vọng đi qua chuyện này, nàng có thể hoàn toàn giải khai trong nhân thế hiểm ác đáng sợ. Mà lúc này, một mực tại lặn xuống nước đệ tứ Kazekage rốt cuộc xem không nổi nữa, Rasa không nghĩ tới đã từng có thể tại nhẫn giới nhắc lên một hồi tinh phong huyết vũ Seragon, hôm nay dĩ nhiên như vậy bị một cái ngu xuẩn nữ nhân chắp tay tặng người karura lão công người đã ở a rasa lão bà người đừng nói chuyện cái này phát sóng trực tiếp gian cực kỳ có ý tứ ta không muốn bị đá yasamaru tỷ phu người làm sao có thể như vậy cùng tỷ tỷ nói ta tỷ tỷ nhưng là vì ngươi khó sinh chết rasa câm miệng, đệ tứ kazekage không nhất định khẩn trương như vậy, ta hiện tại đang chuẩn bị đi làm ít chuyện, các ngươi có thể tùy tiện sướng trò chuyện. Từ Uzumaki Kusina cùng Uchiha Mikoto hai cái này phá sản trên người nữ nhân gài bẫy khen thưởng lễ vật phía sau, Eshiro đã không kịp chờ đợi muốn đi rút ra phần thưởng. Còn như phát sóng trực tiếp gian sự tình, hắn tạm thời trước tiên có thể thả mặc những người này lãng một cái, Grasa. Đa tạ streamer, Karura. Lão công, streamer đồng ý, ta đây bây giờ có thể muốn nói chuyện với ngươi đi. Chết lâu như vậy, ta dường như ngươi ni. Rasa, Hani, ta cũng là, sao sao đắt, đệ tam rai kích. Xem ra streamer cực kỳ chiếu cố làng cát hậu bối A, Yagura Karatachi. Nói không chừng cái này có thể chuyển được tịnh thổ thế giới phát sóng trực tiếp gian, chính là làng cát nhân khai thông. Rasa, sách 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 tương đương nếu quả thật đúng như vậy, ta đây làng cát hiện tại tất nhưng đã là ngũ đại nhẫn thôn nhất cường thịnh ninja thôn. Trên thực tế, hiện nay làng cát đã bị Orochimaru làm không sai biệt lắm. Eshiro tùy tì tiện tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đem vừa rồi hố tới khen thưởng thưởng cho toàn bộ đều lấy ra. Keng, chúc mừng ngươi thành công từ phát sóng trực tiếp gian lấy ra Uzumaki thể chất, Keng chúc mừng ngươi thành công từ phát sóng trực tiếp gian lấy ra thuần thục cấp keng. Chúc mừng ngươi thành công từ phát sóng trực tiếp gian lấy ra một đôi tam câu ngọc Seragon, theo một vệt kim quang trào vào thân thể. Esiro thân thể tố chất cùng chakra trực tiếp tăng vọt mấy lần. Hơn nữa trong đầu còn xuất hiện thủ ấn cùng phương pháp sử dụng. Một loại thoát thai hoán cốt cảm giác tự nhiên mà sinh. Bất quá ở kích hoạt tam câu ngọc Seragon, thời điểm, một cái thanh âm nhắc nhở đột nhiên từ hắn bên tai vang lên, cảnh cáo. Xét thấy ký chủ hiện nay còn không có giác tỉnh Uchiha huyết mạch hệ thống, nếu như mạnh mẽ kích hoạt Seragon, người đang ở Hokage, đã khai mở toàn dân phát sóng trực tiếp thời đại. Nhất bà chảm phách đao đệ tam lão đầu. Ta Namikaze Minato chớ chú ngươi. Quỷ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com không nghĩ tới Minato đại ca xuất thủ xa hoa như vậy, không hổ là đệ tứ Hokage. Thu được Namikaze Minato liên tiếp khen thưởng phía sau, Eshiro liền lập tức đối với vị này vĩ đại phụ đích thân chọn cái lai. Rút ra lễ vật, Eshiro thực lực lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn, nhất là ở thể thuật kỹ xảo cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện. Càng là trực tiếp đạt tới ảnh cấp trình độ, giống như thần trợ hắn hiện tại tuy là nhìn bề ngoài vẫn là một cái mười mấy tuổi nhẫn giáo học sinh. Nhưng là chân chính thực lực tổng hợp cũng là đã đạt đến thượng nhẫn cấp bậc. Đương nhiên, nếu như có thể đem hôm nay lấy được đồ đạc tiến hành ma hợp. Không làm được còn có thể nâng cao một bước. Mặc dù không đạt được chân chính ảnh cấp, nhưng đỉnh phong thượng nhẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Esiro liền không nhịn được lén cười lên bắt đầu đỉnh phong thượng nhẫn, thoạt nhìn coi như không tệ. Bất quá, kẻ hèn đỉnh phong thượng nhẫn có thể không phải của hắn mục tiêu. Làm một danh xuyên Việt giả, nếu đi tới Hokage thế giới. Muốn là vô pháp đạt đến lục đạo cấp đừng, vậy quá có lỗi với chính mình cái thân phận này. Bắt người đồ đạc thay người làm việc. Nếu thu Namikaze Minato khen thưởng, Eshiro đương nhiên sẽ không nuốt lời hắn chỉnh ngay ngắn thân thể sau đó liền nghiêm trang đánh giá uzumaki naruto cái này thiết hàm hàm ở eshiro thân phận trong trí nhớ hắn đã biết mình cùng uzumaki naruto là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu hơn nữa bởi vì đều là cô nhi quan hệ quan hệ của hai người vẫn luôn tương đối khá càng thêm trùng hợp là bọn họ vẫn là cùng là học chung lớp ở cuối xe hắn thứ hai đếm ngược uzumaki naruto thứ nhất đếm ngược cũng chính bởi vì vậy vừa rồi uzumaki naruto khi nhìn đến hắn thời điểm mới sẽ chủ động qua đây chào hỏi eshiro người lão nhìn chằm chằm ta xem làm gì à hai chúng ta hiện tại đã trễ rồi thật sự nếu không đi trường học đến lúc đó không kịp chắc thí học kỳ này lại phải biến đổi thành ở cuối xe nhìn thấy Eshiro vẫn dùng xích lõa lọa ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem Uzumaki Naruto chỉ cảm thấy cúc hoa căng thẳng phía sau cổ lạnh cả người người này chẳng lẽ có đặc thù gì ham mê chứ Uzumaki Naruto nuốt nước miếng một cái đã nghĩ lanh lẹ rời đi nơi này kết quả vừa mới chuẩn bị lên đường đã bị Eshiro kéo lại đừng nóng vội đi an à Naruto ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ đi ta mời ngươi ăn mì sợi đi eshiro hiện tại nhưng là tâm tình thật tốt hơn nữa khi nhìn đến Minato phu phụ như vậy quan tâm uzumaki naruto phía sau hắn trong lòng cũng bắn sinh ra một cái có thể nhanh chóng phát tài biện pháp làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền phóng uzumaki naruto đi đâu còn như nhẫn giáo khảo hạch chắc thí hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng mà Uzumaki Naruto vốn là muốn nói mình sáng sớm đã ăn rồi. Kết quả vừa nghe đến mì sợi hai chữ, con mắt đều tái rồi, không cần suy nghĩ liền theo Eshiro đi Ichikaru mì sợi tiệm. Lão bản, tới hai tô mì, muốn toàn bộ đoán, đi tới tiệm mì, Eshiro hào phóng kêu hai phần trong điếm đắt tiền nhất mì sợi. Hoàn toàn không để ý chính mình cái kia khô đét túi tiền trả không phải trả nổi tiền mì. Điều này làm cho cho tới nay đều chỉ ăn giá rẻ mì sợi cùng quá thời hạn thực phẩm Uzumaki Naruto nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này vị bình thường móc muốn chết bằng hữu hôm nay vậy mà lại mời mình ăn mắc như vậy mì sợi. Hai phần đại liêu mười phần toàn bộ đoán mì sợi tới lạc tương đương, mời từ từ dồn. Ichiraku đại thúc không hổ là từ bắt đầu sống đến boruto chuyển ẩn dấu boss không có một chút thời gian hắn liền từ hậu trù bưng tới hai bát lớn nóng hổi mì sợi namikaze minato hoác tương đương không nghĩ tới Ichiraku đại thúc vẫn là như thế tuổi trẻ a à, ta nhớ được ta thời điểm chết hắn chính là bộ dáng như vậy hiện tại naruto đều lớn như vậy hắn dĩ nhiên vẫn là như cũ một chút cũng không thay đổi a à chứng kiến mặt phẳng ở hai đầu hình trụ đi lên Ichiraku đại thúc Namikaze Minato nhịn không được cảm khái một câu phẳng phất tại hồi ức chính mình từng tại dương thế cuộc sống tốt đẹp bất quá lời này rơi xuống eshiro trong tai cũng là để hắn nghĩ tới rồi nhất kiện chuyện phi thường đáng sợ bất lão bất tử chẳng lẽ osusuki Ichikaru truyền thuyết là có thật mùi thơm nước mũi kéo bưng mì lên phía sau uzumaki naruto liền không kịp chờ đợi vén tay áo lên ăn ngấu nghiến một bên ăn còn vừa ở trong miệng khen ngô tương đương ăn ngon thật ichiraku đại thúc thủ nghệ của ngươi thực sự là càng ngày càng tốt ichiraku đại thúc cũng là hít mắt cười nói đó là bởi vì ngươi trước đây ăn đều là tiện nghi nhất mì sợi tiền nào đồ nấy hiểu hay không hì hì tương đương Hokage ra ra mỗi tháng cũng chỉ cho ta về điểm này sinh hoạt phụ, có thể ăn cái này cũng đã không tệ, ngươi không biết ta điểm tâm đều là ăn xong kỳ. Bởi vì cái kia siêu thị thường thường đánh giá đặc biệt xử lý, tiện nghi. Uzumaki Naruto tùy tiện cầu thả nói, trong miệng còn không quên cho mình bỏ vào hai cái mì sợi, ăn được kêu là một cái nồng nhiệt. Minato phu phụ nhìn ở trong mắt đau nhức ở tâm lý người đang ở Hokage, đã khai mở toàn dân phát sóng trực tiếp thời đại. Nhất bà chảm phách đao phục chế là nhân loại bản tính. Quỳ, nghe chọn bộ tại mê audio com Uzumaki Naruto hiện trạng để Minato phu phụ lập tức lâm vào sâu đậm tự trách. Đồng thời, bọn họ tâm lý đối với đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng sinh ra một tiêu oán niệm dù sao hai người trước khi chết nhưng là thân thủ đem naruto giao phó cho đối phương mà đệ tam hokage lúc đó cũng chính mồm đáp ứng rồi bọn họ sẽ chiếu cố thật tốt uzumaki naruto kết quả không nghĩ tới vậy mà lại là một cái như vậy chiếu cố pháp có một số việc ta cũng không biết nên hay không nên nói cho các ngươi biết quên đi còn không nói, miễn cho lại cho hai vị ngột ngạt, chứng kiến Namikaze Minato tức giận như thế, Eshiro ánh mắt lại là đột nhiên trở nên sáng lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái khá vô cùng vơ vét của cái thủ đoạn, Namikaze Minato. Nếu như là liên quan tới Naruto sự tình, cũng xin streamer nói cho chúng ta biết, xin nhờ được chưa xem ở naruto mặt mũi bên trên ta sẽ nói cho các ngươi biết tốt lắm eshiro làm bộ do dự một hồi sau đó mù cây nhi biên nói kỳ thực a à, naruto mấy năm nay chẳng những qua được cực kỳ khổ nhưng lại thường thường bị người trong thôn chèn ép nhận hết các thôn dân bạch nhãn có thể nói không khoa trương chút nào từ nhỏ đến lớn trừ ta ra hắn sẽ không có bạn thứ hai đúng rồi lần trước ta còn chứng kiến naruto ở trong nhà cầu công cộng bị người buộc sao sao kia mặc khả năng cũng là bởi vì ăn xong đồ chơi kia quan hệ hắn mới có thể vò đã mẻ lại sứt đi thường thường ăn những cái này quá thời hạn thực phẩm a à, dù sao cùng thì so với quá thời hạn thực phẩm căn bản cũng không tính là gì namikaze minato người nói cái gì naruto bị buộc sao sao điều này sao có thể Ta con mẹ nó vì cứu làng hy sinh, chẳng lẽ các thôn dân một chút mặt mũi cũng không cho sao? Nghe được chính mình nhi tử bị người buộc sao sao, Namikaze Minato kém chút không có tại chỗ xỉu vì tức.